Thưa quý vị, nhân sự kiện xảy ra cả tuần nay, việc anh công an nhân dân đứng yên xem điện thoại, mặc cho người dân vật lộn với cướp và bị đâm trọng thương ngay trước mặt anh chỉ cách anh có vài mét, rồi sau đó anh bị kỷ luật bằng cách chuyển lên huyện, tức là từ xã Cự Khuê chuyển lên vị trí cao hơn theo truyền thống để bao che đội quân còn đảng còn tiền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hôm nay, TTV xin được giới thiệu một bài viết của tác giả Trân Văn trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề Công an và hình tượng. Tác giả viết như sau. Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị vừa phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân ra mắt chương trình Giai điệu Bình Yên trên An ninh TV. Theo dự kiến thì Giai điệu Bình Yên sẽ phát sóng định kỳ 2 lần một tháng. Đại diện Bộ Công an tuyên bố Giai điệu Bình Yên không đơn thuần là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà là một hoạt động văn hóa chính trị nhằm xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tuy thời điểm chọn ra mắt Giai điệu Bình Yên rất công an, kỷ niệm sinh nhật Bác, nhưng nhìn chung là thiếu khôn ngoan bởi công chúng chưa có nguôi giận sau khi xem một số video clip trên Internet tận mắt mục kích một tài xế taxi tuy đã bị đâm trọng thương vẫn nỗ lực vô hiệu hóa tên cướp tấn công ông, và dẫu nạn nhân vừa vật lộn với tên cướp vừa xin hỗ trợ, nhưng đại úy Nguyễn Văn Lâm, công an xã Cự Khuê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vừa nói chuyện qua điện thoại, vừa đứng nhìn chứ không có làm gì cả. Tuy cuối cùng, để an dân, một ngày sau khi xảy ra sự kiện vừa kể trên, tức là ngày 16 tháng 5, thì Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai cảnh cáo đại úy Lâm vì thờ ơ thiếu trách nhiệm. Nhưng công chúng không có an. Trưởng Công an huyện Thanh Oai vừa lên tiếng phân trần cho đại úy Lâm, theo đó thì viên sĩ quan này không hỗ trợ khống chế cướp cứu nạn nhân vì đang gọi công an báo tin có cướp. Theo trưởng công an huyện Thanh Oai, lẽ ra đại úy Lâm nên vừa điện thoại vừa bắt cướp. Rất nhiều người Việt thất vọng khi công an Việt Nam không đuổi đại úy Lâm ra khỏi ngành. Mong muốn loại bỏ những sĩ quan như đại úy Lâm ra khỏi lực lượng bảo vệ thực thi pháp luật dẫu hợp lý hợp tình, nhưng lại không hợp với cả bản chất lẫn thực tế hoạt động của công an tại Việt Nam. Đại úy Lâm chỉ là một trong vô số cán bộ chiến sĩ công an không xem việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của dân chúng là trách nhiệm của họ. Cách nay khoảng 2 năm, tháng 4 năm 2019, dư luận Việt Nam từng rúng động khi một cô gái bị bạn trai rượt đuổi hành hung, sau đó dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, khiến cô chết tại chỗ. Ngày đó, dân chúng Việt Nam cũng bừng bừng phẫn nộ khi một video clip cho thấy Trung tá Nguyễn Chí Kiều, sĩ quan đội tuần tra kiểm soát giao thông nội tỉnh của Phòng Cảnh sát Giao thông Ninh Bình, vừa nói chuyện điện thoại, vừa quan sát từ đầu đến cuối vụ rượt đuổi hành hung rồi giết người mà không làm gì cả. Lúc ấy, cũng vì cần an dân, Công an Việt Nam quyết định cảnh cáo rồi giáng cấp ông Kiều từ trung tá xuống đại úy, đồng thời hạ hai bậc lương với lý do vi phạm một thông tư do Bộ Công an Việt Nam ban hành hồi năm 2010. Trong chiến đấu hoặc trong tình thế khẩn cấp, không nêu cao tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc hoặc không tích cực chiến đấu bảo vệ chế độ, tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nên biết, tuy Công an Việt Nam có điều lệnh Công an Nhân dân, bao gồm điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, nhưng số cá nhân trong chiến đấu hoặc trong tình thế khẩn cấp không nêu cao tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc hoặc không tích cực chiến đấu bảo vệ chế độ, tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì vẫn đông như quân nguyên. Đó cũng là lý do Bộ Công an phải ban hành thêm thông tư số 10/2010, thông tư Bộ Công an. Nhìn một cách tổng quát thì thông tư 10/2010 này á, nó giống như nước đổ đầu vịt, thành ra mới có những cái trung tá Kiều hay đại úy Lâm. Và đó cũng là lý do tuy lực lượng Công an Nhân dân tại Việt Nam hết sức hùng hậu đông đảo, nhưng xã hội càng ngày càng hỗn loạn, du đảng càng ngày càng lộng hành, thậm chí được nhiều cá nhân nhờ giải quyết mâu thuẫn thay cho hệ thống tư pháp. Người lương thiện càng lúc càng hoang mang, bất an, trở thành cảm giác chủ đạo vì không ai biết lúc nào thì chính mình hoặc thân nhân của mình trở thành nạn nhân. Trước đã thế và nay cũng vậy. Nếu đối tượng không đe dọa quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng thì Công an Việt Nam không bận tâm.
Quý vị cứ dùng Google để search, sẽ ra vô số vụ dân cần nhưng công an không đáp ứng và không ít vụ hậu quả hết sức thảm khốc. Nếu ngược lại thì gây bất bình vì hành xử phi nhân khi họ dọn dẹp lề đường, cưỡng chế thi hành án, giải tỏa nhà, thu hồi đất, tạo ra những vụ đột tử trong các trại tạm giam hay những thảm án như vụ tấn công vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Với thực tế và hiệu quả hoạt động của công an nhân dân như vậy, chẳng lẽ chỉ cần các chương trình như Giai điệu Bình Yên là đủ để thay đổi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam trong mắt công chúng, trở thành bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ? Chưa kể những trung tá Kiều, đại úy Lâm dựa vào đâu để phấn đấu trở thành bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, khi mà thượng cấp không chung mâm với những tổ chức tội phạm thì cũng phung phí hết chục tỷ này tới chục tỷ khác cho ăn nhậu và quà cáp. Và theo thông tin gần nhất, mọi người nhận được là anh công an đó đã được chuyển lên huyện làm cán bộ hỗ trợ tư pháp.